Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người trở lại với channel chung với là The Pearl Kỳ. Vậy là đạt được 6 tháng kể từ lần đầu tiên mình ra video trên YouTube và quảng cáo nó. Thì mình phải cảm ơn tất cả mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người, những người đã subscribe, những người đã like và những người và ít nhất là những người đã xem video của mình. Thì nếu mà thiếu đi các bạn thì mình có thể nói là mình không bao giờ có được ngày hôm nay. Thì nếu mà mình có thể, mình sẽ nói sơ qua một ít về thông tin bản thân, cho dù một số người không hỏi đâu, nhưng mà mình cứ tiết lộ đã. Tên mình là Nguyễn Thành Trung, học trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, lớp 9 thì chưa không biết. Và tên ở lớp của mình ấy là thằng vô dụng. Lý do là vì mình không nhắc bà nó. Nói đùa ấy, chứ mình nhắc suốt, nhưng mà rốt cục là bọn nó cứ mình toàn nhắc sai. Vì vậy nên có thằng là suýt bị ăn đấm vào mặt vì có thằng nó bị kém đi điểm kém trong giờ. Theo mình nhớ mấy điểm. Quên mẹ rồi. Ok. Và mình chưa giải thích về cái ảnh. Cái ảnh này thì chính xác là cái đinh đóng cái ảnh đấy mình vừa đóng lên để cho cái nền cho đẹp thôi. Nên nếu các bạn đoạn nào không quan tâm thì đi thì kệ nó, fuck it. Thì ngoài video này để tiết lộ danh tính bản thân ra thì mình còn để nhân dịp chúc mừng năm mới nữa. Có lẽ là video này nó sẽ ra, mình làm video này hôm nay là vào ngày 29. Thì đến khoảng mình nghĩ là chắc là tối 31 sẽ có đấy. Đấy. Thì dù sao cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình và triển vọng của channel. Thì mình đã quyết định là sẽ chơi, vẫn tiếp tục chơi Crazy Craft, tại vì mình thực sự rất thích Crazy Craft. Còn Crash Landing thì mình nghĩ là mình cũng không có nhiều thời gian để chơi Crash Landing. Mặc dù mình thích Crash Landing lắm nhưng mà không có một chút thời gian nào để có thể gọi là ngồi nghiên cứu rồi xây dựng Crash Landing chơi offline kiếm các thứ là chính, cái gì hay quay hết lên mà. Thì còn Crazy Craft ấy, mình đi tìm các thứ rồi. Crazy Craft 2.0 sẽ là gọi là season 2 của cả series Crazy Craft. Thì Crazy Craft 2.0 mình sẽ đập nát As the Queen, chắc chắn luôn. Mình thề. Chẳng qua tại Crazy Craft 1 mình chơi ngu nên bị The Queen đập chết mà. Vậy thì đó là nội dung video ngày hôm nay. Mong mọi người like và subscribe. Nếu mà chưa like và subscribe thì hãy like và subscribe. Lại một mình nói cái đéo gì thế. Okay, kết thúc video này, mình xin gửi lời chúc mừng năm mới và lời chúc phúc, chúc sức khỏe, ăn ngon, ăn no, chóng lớn, học giỏi cho tất cả những người đã xem video của mình.